Chào mừng các bạn đến kênh xe máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Ngày hôm nay thì mình xin được cập nhật và báo giá cho các bạn về một số dòng xe đang có mặt tại cửa hàng. Và hiện tại thì trong cái dịp Tết này ấy, thì cái chương trình quay số trúng thưởng sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 1 sắp tới. Nên là các bạn có thể liên hệ với Huyền để biết thêm cái chương trình khuyến mại của dịp Tết nhé. Và cái dòng xe đầu tiên mà Huyền muốn giới thiệu trong ngày hôm nay đó chính là xe Ablade. Ở đây thì Huyền đang trưng bày Ablade phiên bản cao cấp và phiên bản đặc biệt. Đối với phiên bản cao cấp này thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu xanh, và nó là màu sơn bóng. Và đối với dòng xe bản cao cấp này nó chỉ rơi vào khoảng ngoài 41 triệu một chút, khoảng 41 triệu 300 là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Còn đối với chiếc xe bản đặc biệt thì chỉ khoảng ngoài 43 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có phiên bản AB160 nữa, nó sẽ là nâng cấp của 150. Thì các bạn có thể nhìn phía bên trong kia thì mình đang để trưng bày bản đặc biệt của 160. Và giá của nó bản đặc biệt chỉ khoảng 58 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Ngoài ra cái bản cao cấp của 160 sẽ chỉ rơi vào khoảng 56 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và đối với cái dòng xe này thì nếu như các bạn muốn mua xe trả góp ấy, thì chỉ cần trả trước khoảng tầm từ 20% giá trị xe là các bạn có thể lấy xe rồi. Ví dụ như vừa hôm nay Huyền vừa bán một chiếc xe cho một bạn đi bộ đội mới về ấy. Bạn ấy chỉ trả trước khoảng tầm 7-8 triệu là các bạn ấy đã lấy được chiếc xe này ra rồi. Các bạn ấy trả góp một cái mức trả góp trả trước rất là thấp thôi là các bạn đã lấy được xe ra rồi ạ. Và các bạn muốn mua trả thẳng hay trả góp với dòng xe này thì hãy liên hệ với Huyền qua số 0836085599 để Huyền có thể hỗ trợ nhé. Và một dòng xe nữa mà Huyền muốn giới thiệu với các bạn trong dịp Tết này đó chính là dòng xe Honda Vision. Thì ở đây Huyền đang có một bản mới, đó chính là bản thể thao của Honda Vision phiên bản 2023. Đối với cái bản này chỉ giá rơi vào khoảng ngoài 39 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và ở bên đây thì Huyền đang có phiên bản đặc biệt nữa. Bản đặc biệt này thì rẻ hơn một chút, nó chỉ khoảng ngoài 33 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với xe Vision này thì Huyền sẽ có hai phiên bản nữa, đó chính là bản cao cấp và bản tiêu chuẩn. Và bản cao cấp thì chỉ khoảng ngoài 33 triệu. Và bản tiêu chuẩn thì chỉ khoảng ngoài 32 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và đối với bản cao cấp thì bên Huyền năm nay 2023 sẽ có màu đỏ và màu trắng. Thì một lát nữa thì Huyền sẽ quay vào cho các bạn xem màu đỏ ở đây. Ở đây thì Huyền đang có rất là nhiều xe màu đỏ ở đây ạ. Bản cao cấp năm nay thì vẫn giữ nguyên màu đỏ của 2022 và thêm màu trắng của 2023 sẽ có thêm màu trắng bản cao cấp nữa ạ. Và đối với bản tiêu chuẩn khóa chìa thì nó sẽ có màu đen thay vì là màu trắng như năm ngoái. Và đối với dòng xe này thì hiện tại giá của nó đang cực kỳ là hấp dẫn. Và so với khoảng hơn một tháng trước thì nó có thể rẻ hơn tầm 7-8 triệu đấy ạ. Và các bạn thời điểm này mua xe Vision sẽ được quay số trúng thưởng. Nếu như các bạn không trúng là một trong hai dòng xe là Honda SH350i hoặc là Honda Vision thì các bạn sẽ được tặng một cái chiếc thẻ điện thoại trị giá 600.000. Ngoài ra thì các bạn sẽ còn rất là nhiều cái phần quà của cửa hàng nữa. Thì chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 1 sắp tới. Các bạn muốn mua xe trước Tết thì hãy liên hệ ngay với Huyền để Huyền có thể là hỗ trợ các bạn lấy xe nhé. Tiếp theo là một cái dòng xe mới được Honda Việt Nam sản xuất, đó chính là dòng xe Vario. Đối với chiếc xe Vario này thì nó sẽ có 4 màu và nó sẽ có 4 mức giá khác nhau. Ở đây thì Huyền sẽ có bản màu đỏ này, phanh ABS này, màu xám phanh ABS, và màu đen và màu xanh là phanh CBS nhé. Với mức giá chỉ dao động thì khoảng từ ngoài 51 đến ngoài 55 triệu là các bạn có thể là sở hữu chiếc xe này rồi ạ. Và các bạn có muốn biết thêm chi tiết về giá của dòng xe này hay là muốn biết thêm về cái dòng xe này thì hãy liên hệ ngay với Huyền để Huyền có thể gửi ảnh này, báo giá này, cũng như là tư vấn thêm cho các bạn nhé. Và cái dòng xe này thì hiện tại thì cũng đang được quay số trúng thưởng như tất cả các dòng xe khác. Nếu không trúng thưởng thì các bạn sẽ được dành được rất nhiều cái phần quà của cửa hàng. Và ngoài ra thì bên Huyền đang có trưng bày rất là nhiều dòng xe, ví dụ như xe Lead ở đây. Đây Huyền đang có Lead bản tiêu chuẩn chỉ khoảng ngoài 36 triệu, chỉ khoảng 36 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Lead tiêu chuẩn năm nay sẽ có màu trắng. Ngoài ra thì Huyền sẽ có màu xanh và màu đỏ của bản cao cấp. Ở đây ạ, màu xanh màu đỏ của bản cao cấp chỉ khoảng ngoài 39 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Đây Huyền có màu đỏ và màu xanh nữa, chỉ khoảng ngoài 39 triệu thôi ạ. Đợt này thì xe Lead về rất là nhiều và đủ màu cho các bạn lựa chọn. Thứ hai nữa là giá xe đợt này cực kỳ là ổn định luôn. Ví dụ như cái xe Lead bản cao cấp hai màu này thì trước đây thì sẽ phải khoảng tầm hơn 43 đến 45 triệu cơ. Nhưng mà hiện tại thì giá nó đang rất tốt rồi. Các bạn có thể liên hệ với Huyền qua số 0836085599 để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Và tiếp theo đó là chính là bản đặc biệt
của dòng xe Lít thì khoảng ngoài 41 triệu là các bạn còn sở hữu rồi. Hiện tại thì đây Huyền đang có rất là nhiều xe màu bạc này. Ngoài ra thì nó còn có xe màu đen nữa. Hiện tại thì giá xe Lít này thì như như các bạn đã thấy là nó rất là ưu đãi rồi đấy ạ. Và đối với dòng xe Lít này thì trả góp thì cũng trả trước rất là thấp thôi, chỉ khoảng từ 8 triệu, 7 8, 8 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Và nếu như các bạn muốn sở hữu chiếc xe này trước Tết thì hãy liên hệ ngay với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Tiếp theo thì ở đây Huyền đang có xe Vario màu xanh đấy ạ. Vừa nãy Huyền đang nói giá nhưng ở kia không có để quay, bây giờ sẽ quay thêm màu xanh. Và bên Huyền thì còn rất là nhiều các dòng xe nữa, ví dụ như là các dòng xe số như Wayne Far, Blade số, Future thì nó chỉ dao động với mức giá từ khoảng ngoài 18 đến ngoài 25 triệu là các bạn có thể sở hữu những cái chiếc xe số như vậy rồi. Và các bạn có muốn quan tâm dòng xe nào thì hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Ở đây thì Huyền đang có trưng bày xe AB 160 hai màu, màu xanh với lại màu đen. Hai màu này đều là màu bóng các bạn nhé. Và giá chỉ khoảng ngoài 56 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và bản đặc biệt thì có một màu xanh như Huyền vừa quay ấy, thì là nó chỉ rơi vào khoảng ngoài 58 triệu, 58 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Một giá xe đợt này, đợt giáp Tết nhưng mà lại giá lại rất ổn định và khá là có nhiều ưu đãi. Và bên Huyền thì còn có một dòng xe côn tay là Winner nữa. Thì giá xe của xe Winner đợt này thì thứ nhất là ổn định về giá, thứ hai là rất nhiều quà tặng. Khi bạn mua một chiếc xe Winner thì bạn có thể sẽ được tặng là một chiếc điện thoại nếu như không qua số trúng thưởng. Và đặc biệt hơn, nếu như bạn là các chiến sĩ mới ra quân, chỉ cần có giấy xác nhận của đơn vị thì các bạn mua xe Winner ngoài cái phần quà là điện thoại, ngoài phần quà là quà của cửa hàng thì bạn sẽ được tặng thêm một chiếc tai nghe nữa. Cái này là phần quà dành riêng cho các chú bộ đội mới ra quân ạ. Thì các bạn có muốn sở hữu chiếc xe Winner vào dịp Tết này hoặc là nhận cái phần quà đó thì hãy liên hệ ngay với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn nhé. Và tiếp theo thì Huyền sẽ quay một lượt cửa hàng cho các bạn xem nhé. Các bạn có muốn lên cái dòng xe nào nữa thì hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể hỗ trợ các bạn ạ. Tiếp theo ở đây thì Huyền đang có trưng bày rất nhiều là xe SH ạ. Đối với SH của năm 2023 thì nó sẽ có ra bản bản 125 và 160. Đối với 125 bản phanh CBS chỉ khoảng 82 triệu. Đối với bản ABS chỉ khoảng ngoài 91 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với xe của 125 của 2023 thì những cái bản phanh CBS ấy thì nó sẽ có vành đen luôn rồi. Cái này thì các bạn sẽ không phải độ thêm vành đen như trước nữa. Và đối với SH150 thì giá bản phanh CBS chỉ khoảng 94 triệu, bản phanh ABS của 150 chỉ khoảng 110 triệu thôi ạ. Và hiện tại thì nó vẫn đang có những cái màu cơ bản như là trắng này, đỏ này và đen. Các bạn hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể gửi thêm các màu cho các bạn lựa chọn nhé. Và đối với SH160 thì bản phanh CBS chỉ khoảng tầm 98 triệu, bản ABS chỉ khoảng 114 triệu. Và đối với cái bản đặc biệt của SH ấy thì bản đặc biệt của SH160 ấy thì chỉ khoảng dao động khoảng 118 đến 120 triệu thôi ạ. Và đối với cái dòng xe này thì đợt này thì nó về đủ màu đỏ trắng và đen, các bạn có thể liên hệ với Huyền để có thể là Huyền sẽ giới thiệu thêm nhé, tại vì là trong video này thì có thể là Huyền cũng chưa nói hết được cho các bạn. Ở đây thì Huyền sẽ quay cho các bạn chiếc xe 350 ạ. Đối với chiếc SH 350 thì giá chỉ dao động từ khoảng 125 đến 126 triệu tùy màu thôi ạ. Ở đây thì Huyền đang có màu xám và màu đen. Ở đây thì có hai màu xám và đen ạ, chỉ khoảng 125 đến 126 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Đối với các bạn ở lân cận vùng Việt Trì thì hãy liên hệ với Huyền để Huyền có thể ship xe cho các bạn nhé. Ví dụ như các bạn ở Hà Nội này, Vĩnh Phúc này, hay là các bạn ở Tuyên Quang này, có thể là liên hệ với mình để mình có thể là hỗ trợ ship xe cho các bạn. Và ở đây thì Huyền đang có một chiếc xe CBR nữa ạ. Đối với chiếc xe CBR này thì giá đợt này cũng khá là tốt ạ. Chỉ khoảng từ ngoài 69 triệu đến 69 triệu năm tùy màu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Và đây Huyền đang có một chiếc xe màu đen ạ. Tiếp theo thì Huyền đang ở bên cạnh CBR thì đang trưng bày một chiếc SH1 bản phanh
ABS ạ. Đối với chiếc SH1 bản ABS thì khoảng ngoài 70 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Và đối với SH1 này thì nó còn có bản màu đen nữa. Đây có bản màu đen đây ạ. Bản màu đen ABS thì khoảng ngoài 70 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi. Đối với các bản phanh CBS thì khoảng từ 57 đến 58 triệu là các bạn có thể sở hữu chiếc xe này rồi ạ. Và đối với SH1 thì năm nay nó sẽ ra các bản màu mới, ví dụ như màu xanh. Ở kia thì Huyền đang có màu xanh kìa ạ. Có thể quay rõ hơn màu xanh cho các bạn để các bạn lựa chọn. Và các bạn muốn tham khảo thêm về các màu của cái dòng xe này thì hãy liên hệ với Huyền nhé. Thì Huyền có thể hỗ trợ các bạn để báo giá.